Chiều ngày 26 tháng 11 tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị điều phối vùng Đông Nam Bộ với chủ đề tham vấn quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cùng tham dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Chí Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư, Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các lãnh đạo bộ ngành địa phương vùng Đông Nam Bộ. Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, quy hoạch kế hoạch phải đi trước một bước với tư duy, tầm nhìn chiến lược, giải quyết được những vướng mắc khó khăn, thách thức của một cơ quan đơn vị, vùng, tỉnh, đất nước. Quy hoạch phát huy tốt nhất tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của một vùng, tỉnh, đất nước. Đến nay, chúng ta đã có 107 trên 111 quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia đã được hoàn thành việc lập, thẩm định và phê duyệt đạt 96,6%. Xác định rõ vị trí vai trò của quy hoạch, ngay từ những ngày đầu tổ chức lập quy hoạch vùng Đông Nam Bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành và các địa phương trong vùng để triển khai lập quy hoạch vùng, từ đó đưa ra những nhận diện, đề xuất có tính mới, đột phá. Thứ nhất, quy hoạch phải tạo các cơ chế chính sách để hình thành các động lực tăng trưởng mới, không gian phát triển mới. Thứ hai, đổi mới mô hình tăng trưởng như công nghiệp bán dẫn, sản xuất chip, dịch vụ tài chính, thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Phát triển nhanh các mô hình kinh tế mới như kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn. Thứ ba, xác định rõ hệ thống các hành lang phát triển chủ yếu của vùng như hành lang kinh tế Bắc Nam, hành lang kinh tế Mộc Bài, Thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Vũng Tàu, vành đai công nghiệp đô thị dịch vụ, hành lang kinh tế Tây Nguyên, Đông Nam Bộ. Ngoài ra khai thác không gian dọc theo sông Sài Gòn, sông Đồng Nai. Thứ tư, định hướng tổ chức lại không gian phát triển công nghiệp vùng gắn với chia sẻ chức năng giữa các địa phương trong vùng, đồng thời tạo điều kiện cho quá trình chuyển đổi công năng, mô hình phát triển các khu, cụm công nghiệp. Thứ năm, hình thành mạng lưới kết cấu hạ tầng từng bước đồng bộ hiện đại, góp phần giải quyết cơ bản tình trạng ô nhiễm môi trường, tắc nghẽn giao thông và ngập úng. Thứ sáu, quy hoạch xác định rõ hơn các nhiệm vụ chủ yếu trong liên kết vùng, cụ thể là tập trung thúc đẩy và nâng cao hiệu quả phát triển dọc theo các hành lang kinh tế, phân bố lại không gian sản xuất công nghiệp gắn với phát triển đô thị hiện đại, phát triển dịch vụ logistics, du lịch, khai thác không gian phát triển gắn với sông Đồng Nai, sông Sài Gòn và xử lý các vấn đề môi trường, bảo đảm an ninh nguồn nước mang tính liên tỉnh, liên vùng.